Throw, throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Ui, từ từ thôi anh. Lần đầu của em đó. Không có sao đâu em, lần đầu ai cũng vậy. Ui, nhưng mà anh nhớ là làm nhẹ nhẹ thôi nghe. Chị đang coi gì vậy? Chị đang coi Thế Giới Hoàng Giả. Thế Giới Hoàng Giả gì mà từ từ thôi anh, gì nhẹ nhẹ nữa kia vậy chị? Gì mà Thế Giới Hoàng Giả đây nữa? Đâu, để coi. Cái vụ gì đây trời? Đừng có nói là mình bị ăn thịt rồi nghe. Bớ người ta. Được, sao nhỏ này đẹp dữ thần ôn vậy ta? Nhà ngươi tưởng tượng đủ chưa vậy hả? Đã vậy tối qua còn nói mới cái gì mà lần đầu nữa chứ. Nhỏ nó đẹp quá hả chị? Đẹp sao bằng chị? Làm cách nào mà da của ngươi đẹp dữ thần vậy? Chỉ ghệ ta xài với. Tao uống collagen Amazuli của Pháp nó đẹp vậy đó. Cái gì vậy mày? Collagen Amazuli. Giờ lên amazuli.com mua liền ha. Ừ. Cái này là Thế Giới Hoàng Giả đó hả chị? Thì chuối với bưởi không đó mày. Rừng rậm nhiệt đới nữa. Em với nhỏ đó chị thấy ai đẹp hơn? Hai đứa y như hai giọt nước vậy. Ý là hai tụi em đẹp giống nhau hả? Nhỏ kia là giọt nước suối, còn em là giọt nước cống đó con quỷ. Mấy người xấu thường có hay bệnh ganh tị dữ lắm ha. Em là em ghét mấy người vậy lắm á nghe chị. Này chứ ai. Lo mà uống Amazuli đi, không là ế chảy nước luôn đó. Xía. Mày muốn cái gì đây? Mày cướp cái gì cũng được. Sao mày không chừa bồ tao ra hả mày? Mày không biết luật hôn nhân gia đình hả? Cái nào ăn ăn, cái nào cúng thì cúng. Ăn bậy có ngày phù mỏ nghe chưa. Của đời muôn sự xài chung mà. Lớn hơn nhau ở chỗ mày first time, còn tao xài rồi. Đâu mày nói lại coi, tại sao ảnh mê mày hả? Lãng quảng lãng đảng nghe chưa. Tao đẹp hơn mày, khỏi nói mày. Nhờ Amazuli mà da với tóc của tao đẹp hơn. Gọi là ụ điện phía trước, ụ nước phía sau đó. Điện nước tao cũng có mà. Sao anh không xài của tao mà xài của mày? Thì đúng rồi, điện nước đứa nào cũng có. Nhưng khác đường dây là khác chất lượng nghe em gái. Tao cũng uống collagen Amazuli, sao anh vẫn bỏ tao như thường? Mày rất đẹp nhưng tao rất tiếc. Là sao? Tại mày dở. Amazuli phục hồi da, còn ngăn rụng tóc nữa. Đặc biệt uống không có tăng cân. Rồi sao? Mày lên ký như heo là biết uống không đúng rồi. Đàn ông không có thích thịt ba rọi đâu em gái. Mày tưởng mày đẹp lắm chắc? Cũng thường thôi. Quan trọng bồ của cưng, giờ là của chế. Tình yêu không có lỗi tại chế đẹp. Nói chung là hai người rất đẹp. Nhưng em rất tiếc phải báo một tin rất buồn. Dù gì, con lú bán bánh ú chơi lầy, nó cũng uống collagen Amazuli, mà còn dứt thêm từ chiêu cuối nữa. Nó on sale lấy mẹ được con. Mày nói với ảnh, tao cho không, còn thối tiền ngược lại nữa. Tao chơi lớn luôn á. Thôi đứa cơ mi trai ớn ăn thiệt. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.